Những ngày vừa qua, mưa lũ tại thành phố Yên Bái làm 20 người chết, 5 người bị thương do sạt lở đất. Trên 300 nhà ở bị thiệt hại, sập, hư hỏng, tốc mái. Mưa lũ còn gây ngập úng 50% diện tích toàn thành phố, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình. Khoảng 12.000 hộ dân bị ảnh hưởng đã phải di rời khẩn cấp. Đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10 tháng 9 trở thành khoảnh khắc kinh hoàng đối với nhiều người dân thành phố Yên Bái khi nước lũ lên rất nhanh, khiến hàng ngàn hộ dân trở tay không kịp. Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước, bị đất đồi sạt lở, khiến hàng nghìn người mắc kẹt bởi nước lũ, mất liên lạc ngay trong lòng thành phố. Lực lượng cứu hộ thuộc công an, quân đội và các đội tình nguyện xuyên đêm mưa lũ tìm kiếm di chuyển nhiều người dân ra nơi an toàn. Có hai vợ chồng cậu út và hai đứa cháu cô lập từ 2 giờ sáng đến giờ không liên lạc được, mà đồi thì rạn nứt. Hôm qua đã nứt một đổ một số rồi, hôm nay là đang nứt. Thấy mọi người bảo là bây giờ đang rất là nguy hiểm, nhưng mà thuyền thì không vào được. Tất cả các nhà bị tràn ngập hết, kể cả những nhà ở khu vực km 4, km 3 này cũng vậy. Là đêm qua là không thể nào chạy kịp được, ô tô, xe máy rồi tài sản. Họ mất hầu như mất trắng. Còn bao nhiêu người kêu cứu vì là họ chủ quan. Với mực nước lên rất là nhanh, trong vòng thì khoảng 3 đến 4 tiếng là đã ngập lụt, mà lại trong đêm. Do vậy là chúng tôi đã cố gắng hết sức, cả đội chúng tôi cùng với phối hợp với các đội của thuyền dân sự nữa để đưa bà con ra ngoài và làm việc liên tục đến tận bây giờ. Với sự chỉ đạo hỗ trợ khẩn trương của chính phủ, các bộ ngành và lực lượng chức năng, đến nay, thành phố Yên Bái đã và đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở, đảm bảo giao thông, cấp điện nước, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân. Từ ngày 13 tháng 9 đến nay, thời tiết đã tốt hơn, nước lũ đã rút, song bùn đất và rác thải vẫn còn ngổn ngang trên các tuyến phố, công sở và nhà dân ở thành phố Yên Bái. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và người dân khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Và đến ngày hôm nay thì lượng bùn vẫn còn 50%, nên là trường thiệt hại rất là lớn. Toàn bộ bếp ăn bán trú, các thiết bị lớp học và văn phòng, phòng hiệp bộ chúng tôi đang bị ngập hỏng hoàn toàn. Và trước sự giúp đỡ của quân sự tỉnh với các lãnh đạo chính quyền, thành ủy, ủy ban nhân dân, phòng giáo dục, các trường ấy đang phát huy nội lực để cố gắng để khắc phục, để đón các cháu sớm trở lại sớm nhất. Lực lượng công an thì là 100% suốt ngày đêm là bám sát vào các cái vùng mà bị ngập lụt cũng như bị lũ, và đặc biệt là cái khu sạt lở mà người dân bị mắc kẹt ở trong các đống đổ nát. Và đến nay thì về mặt cơ bản nước đã rút, nhưng mà các đồng chí thấy cái hậu quả lại rất chi là lớn, mà đặc biệt là cái vấn đề thu dọn và đảm bảo cái cuộc sống quay lại trở lại bình thường cần cái công sức rất chi là lớn. Để đòi hỏi huy động tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị cũng như là bà con và lực lượng công an trong đấy có góp phần rất chi là quan trọng. Trong suốt một tuần qua, gần 1.000 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174, sư đoàn 316 đã được huy động để giúp đỡ người dân và chính quyền thành phố Yên Bái và các địa phương bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3. Vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ, bảo đảm an toàn, giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.